Thùy Dương mời nàng bước xuống kiệu qua cho kẻ si tình này được đón tiếp. Ơ kìa, Thùy Dương không có trong kiệu, nàng trốn thoát đâu rồi? Thạch Vũ, ta nép mình dưới mỏm đá này đã lâu vì ta muốn ở lại đây để chờ đợi một người mà ta đã hẹn trên bóng quỳnh xa. Như buổi đầu tiên gặp gỡ làm cho ta trọn đời nhung nhớ, người ấy đến rồi lại đi. Còn tên tướng cướp Thạch Vũ này đã tốt yêu nàng trọn ba năm, tại sao nàng không chờ không đợi mà đợi chờ một kẻ vô danh? Nhà ngươi hỏi sao thật là kỳ, vì ta yêu người ấy không mi. Nhưng gã kia hắn có quyền lực gì? Đó là quyền lực của tình. Thùy Dương ơi, ta trở thành tên cướp biển hung hăng chém giết chỉ vì ta đã bị cha nàng cự tuyệt, không cho ta đem tấm lòng yêu tha thiết để hiến dâng nàng. Ta
bạo lực để tung hoành trên biển cả. Giờ đây ta có cả một kho tàng vô giá sình hiến, vẫn ai đây nghi hòa hiệp châu trần. Kìa, Tôn Ngã Giang Châu dẫn quân rần rộ tới, tôi không muốn gặp hắn. Huynh muội, hãy đưa Thụy Dương xuống thuyền. À, Tôn tướng quốc Thạch Vũ đây rồi. Tôn Ngã Giang Châu, Thạch Vũ, ngươi hãy giao trả các mộng Thụy Dương lại cho ta. Ta có thể tặng cho nhà ngươi nhiều vàng ốc. Ta có cả một kho tàng, và ta sẽ tặng cho ngươi, để ngươi đừng hỏi đến người con gái đó nữa. Thôi hãy câm đi. Tôn quốc biển hung hăng khờ dại, đừng đùa giỡn với hiểm nghi, không biết sống chết là chi. À, có lẽ người tưởng đây là đất của Dương tộc, cho nên ngư tử phụ kêu căng dọa nạt cả thế nhân. Quân ta lốp lốp hàng hàng, thuyền ta đậu kinh bến Quỳnh Sa, và ta đây sẵn sàng chờ đợi ít đường gươm. Hãy quay mặt về đại dương, đời ta từ trời cao biển rộng. Ta có sợ gì đâu, ngươi đừng quảng cáo cho thêm lâu. Khoa, đừng chém giết nhau chi cho tội ác chất chồng, quán thù không dứt được. Ô kìa, áo vũ cơ hàng, người bản nghèo lang bạc. Áo vũ cơ hàng? Cái tên gì mà nghe nghèo nàn quá vậy hả bên kia? Dạ, tôi nghèo từ thuở sơ sinh cho đến bây giờ thì... Thì sao? Thì nghèo hơn lúc nhỏ. Đã bao lần tôi giữ ở lại Triều Ca mà anh cứ khăng khăng từ chối. Thôi, dẹp chuyện bạn bè cũ cũ lại đi, hãy giải quyết chuyện của ta trước đã. Dạ, cổ nhân đã dạy, tứ hải giai huynh đệ, xin hai người hãy bắt tay hòa thuận, chứ đừng có giận hờn chị nhau, cho đau tình nghĩa phải sống thật hiền hòa, cho tình thương vẹn vẻ. Ta chẳng có tình thương nên ta mới đi làm ăn cướp, mà đừng đem chuyện quan đường để khuyên thế này thế khác. Xin áo vũ đừng bận tâm, hãy tránh khỏi nơi này, vì tên cướp biển hung tàn, nó không dung thứ ai đâu. Chuyện đó sẽ tính sao? Giờ đây xin hai người nên nghe lời, đừng tính chuyện hơn thua. Tránh đi, đó là cái khôn cuối cùng của tên gàn bướm. Nhưng tôi ở lại đây, đó là cái dạy những kẻ cầm khôn. Vậy là ngươi muốn chết? Kìa, sao ông lại muốn giết tôi? Không ngờ nhà ngươi là một tay gươm quán tuyệt. Quân sĩ, đối tên cướp đó lại. Giang Châu, tôi xin anh đừng. Tôi phải làm vậy để buộc hắn giao trả vị hôn thê của tôi đã bị hắn bắt đem đi rồi. Khoan, hôn thê của ông vẫn còn đây và tôi muốn đối trao. Diệp Thiếu Quanh, em đừng hành động nông cuồng, anh thà chết chớ quyết không trao đổi gì, để mất nàng thì đời anh đâu có nghĩa gì. Anh đừng quá cuồng si nè, ông hãy thường tha Thạch Vũ ra đi. Nhưng hôn thê ta nạp những ở đâu, ta thể nào tin lời của nàng không? Từ xưa nay tôi chẳng nói hai lời. Được, ta bằng lòng điều kiện đối trao. Đưa nàng đó lên đây, mở trói cho tên cướp biển. Đó, hôn thê của ông đó, mời Vũ Ca bước xuống thuyền. Hiền thê, lại đây anh giới thiệu với bạn anh. Kìa, trời, đây là Cát Mộng Thùy Dương, hôn thê của tôi. Hôn thê của anh? Phải, có gì làm cho anh kinh ngạc? Không. Dạ, xin kính chào Tấu Tấu. Trời ơi. Kìa kìa, hiền thê, hiền thê, có gì làm cho em hoảng hốt? Có lẽ tôi vừa trải qua một cơn ác mộng thương đau, làm cho ta vợ giấc kỳ mơ đồ
lặng lẽ bóng mi trắng sầu, buồn nỗi buồn nào hơn một khi phương trời cô đơn xin giá biệt trọn đời. Nhưng hẹn hò chia phôi tẩu tẩu ơi, ngoài biển lộng bao la thuyền có thể xa bờ đi ngược sông, nhưng giữa trời cao cơn gió lộng không lôi cuốn được dần trăng đi ngược hướng non đài. Đó chẳng qua là do định số an bài, cơn ác mộng hải hùng qua nhanh chóng, xin tẩu nương đừng mộng tưởng ta xôi. Bạn của tôi mà tẩu tẩu là gì hôm nay rất xứng đôi giữa lứa, xin cầu chúc cả hai đẹp bền duyên hương lửa, tôi xin phép giả từ tiếp tục bước ngàn du. Âu Vũ Cơ à, anh khoan đi đã. Ô kìa, em gái tôi từ Giang Đô mới đến, chắc có gì cơ mật và bí nguy, anh và hiền thê ở đây chờ tôi trở lại nhé. Tô Ngã Giang Châu, Tô Ngã Giang Châu, Âu Vũ Cơ Hàm, thưa lĩnh tàu không, xin Âu Vũ Cơ Hàm đừng gọi em bằng tiếng lĩnh tàu mỉa mai chúa cha. Cuộc hôn nhân này là do phụ thân em định đoạt, chứ đâu phải là do ý của riêng em. Và em định chờ gặp anh trên bến Quỳnh Sa, để cùng ai càng tỏ cảnh tình ngang trái, rồi chúng ta sẽ sống gần nhau mãi mãi, đưa nhau đến tận chân trời góc biển. Gặp gỡ nhau đây và cản tỏ nỗi niềm tâm sự như vậy cũng đủ rồi. Nghĩa là anh bằng lòng dẫn em đi trông theo anh? Không, Giang Châu là bạn của tôi, tôi không thể cướp đoạt cô dâu cho đau lòng bằng. Vậy kẻ này xin từ ta để ra đi, về một phương trời diêu diên, chôn cuộc đời của loài chim biển, mang tâm sự thương sầu trơ trọi khoáng trời cao. Nhìn nắng chiều xôn xao và từng lớp sông búa giác vào, như tự xa nào vừa mang đến bao nhiêu nỗi bàng hoàng của một kẻ sắp dời chân. Anh muốn rời xa em và bỏ lại đây trọn vẹn nỗi ưu phiền, khi tiếng trong tầng hồn đổ dập dồn, để đôi ngã xót thương, để đôi nơi đừng hối hận, và trọn kiếp trọn đời mình đành vĩnh viễn chia phôi. Xin lĩnh bà hãy quên đi câu chuyện, cho hạnh phúc hôn nhân được vuông tròn, cho kẻ cô đơn yên dạ chốn phương trời. Hiền thê, Áo Vũ Cơ Hàn, Giang Đô có biết em gái tôi vừa đến báo hôn tin. Phương đại em, dạ. Đây là hôn thê của anh, và đây là Áo Vũ Cơ Hàn, bạn anh. Áo Vũ Cơ Hàn, à em nhớ ra rồi, một khách lãng tử giang hồ ghé thăm anh vào mùa cây trúc lá.
thường đổi chiếc nón rồng dành và hay mặc áo rất nhiều nơi, nhưng lúc thế nào cũng thấy thảnh thơi ngồi uống rượu ngâm thơ suốt ngày. Ông không kể gì đến luật lệ của Dương Triệu và quý tộc. Cảm ơn quận chúa đã nhớ rõ về tôi, trong khi tôi chẳng có chi hơn người. Quận chúa chắc có cảm tình nên mới ghi nhớ về ông quá kỳ. Đúng vậy, đối với áo chú cơ hàng, em mẹ gái tôi thường hay nhắc nhở. Mối cảm tình kia sẽ theo với thời gian âm thầm nảy nở, nhưng chỉ đáng tiếc là lòng tôi đây đã chán trường chuyện duyên nợ lứa đôi. Có lẽ ông đã trải qua một lần thất vọng vì yêu. Thôi, chúng ta hãy lên đường trở về Giang Đô cho kịp buổi chiều nay, để ngăn cản bọn tà gian cho dân chúng được bình an. Tiền thế hãy đi cùng ta, phần tiểu mũi sẽ cố mời cho được anh ao dù cơ hàng trở về Giang Thành. Nhưng tôi chỉ mong muốn đi một mình tôi, tiếp tục sống đơn côi. Nhưng giờ đây nước non đang cần anh, vừa giúp bạn vừa khói buồn cô độc. Vì có mặt phương đài an ủi người phong trần. Quân sĩ lên đường. Trời vào đông lạnh giá, coi lòng quan giám tịch liêu. Tình đầu đã tàn phai, người hỡi thôi chân cho lòng. Tình đã tàn dở, người ơi biết chăng lòng sâu. Ôi tình yêu chết trong lòng, lòng thương nhớ tình đầu đi vào coi chết. Người ơi có nghe sâu. Hiền thê, công tử, đêm đã khuya, sao công tử chưa ăn chứ? Cái chết của phụ thân ta như có gì ám muội, ta phải tìm những kẻ thuộc hạ để hiểu rõ căn nguyên. Còn hiền thê, sao giờ này em vẫn chưa ăn nghỉ? Vì tôi nghe như trong lòng tôi có gì bức xúc. Có lẽ do khôi mùa đông thổi về lạnh buốt, khiến tôi chợt nhớ về bên nước Quỳnh xa trong nhận tôi trăng mơ. Ngồi trên gục đá chiêu liêu để đợi để chờ, chờ đợi mãi một loài chim biến từ bốn phương trời trở lại bên Quỳnh xa. Nhưng giờ đây tôi ngọc đi qua không trở lại, chỉ còn sót một niềm đau tê tái nhớ mãi thời thơ dài với mộng ngày xanh. Vậy mà làm cho ta lo sợ, ngỡ rằng em đã yêu ai khác hơn anh. Bẩm công tử, sứ quân dùng cửa xuyên nổ loạn, kẻ quân xâm chiếm cầm hạ thành, quan tranh thủ cho người về xin quân cứu viện. Được, cho dời áo vũ cơ hàng và sắp đặt quân binh để ta xuất trận. Xin tuân lệnh. Gì? Áo vũ cơ hàng? Dạ, tôi đây. Lát nữa đây, tôi cầm quân ra biên ngại, nhờ anh ở lại Giang Thành bảo vệ cho Thùy Dương. Và đây là Hương Định. Khoan, công tử đã bắt cả công khi giải quyết ý định một điều chọn kẻ cùng sai nắm giữ binh quyền. Người chỉ tạm thay ta khi ta xuống trận, chờ đâu phải là chuyện vĩnh viễn từ đây. Thế
lại là người xa lạ, quân lĩnh chỉ dành cho kẻ hiệu công thằng. Đây là lĩnh băng tuyền của một vị sứ quân. Ông ơi bảo vệ phu nhân đợi sứ quân trở về đây cử hành hôn lễ. Đó là việc khiến cho tôi vô cùng khổ sở, chứ vinh dự chi đâu mà ông hùng hổ tranh giành. Tôi chỉ thích phiêu lưu ở cuối bể ven gần, nhìn ta quá vẻ tranh dân cầu, rượu đôi bầu uống cạn để mà say. Công hầu khanh tướng cõi trần ai, mặc thế sự ta cứ tình say say tình. Nay thì bạn phải nhận thành vương lệnh bảo vệ thuyền dương và đợi xem hôn lễ của nàng. Đây vương lệnh, và xin anh khoác áo này để lưu kỷ niệm hai đứa mình từ thuở quen nhau. Xin anh hãy nhận cho tôi yên lòng rời nơi đây. Cuộc đời tôi đã quen sông cành cơ hàng, áo màu cao sang chỉ làm vương bần tâm hồn. Còn hiền thê, anh xin tặng em chiếc khăn lụa màu hồng và xin tạm biệt. Áo vũ cơ hàng kìa quận chúa, hình như ông có chuyện buồn thì phải. Dạ không, tôi có buồn gì đâu. Ông đến đây rồi, bao giờ ông lại ra đi? Đáng lẽ ngày mai này tôi phải ra đi, nhưng vì trót hứa với anh Giang Châu nên đành phải ở lại. Cứ mỗi lần ông đến rồi đi, lòng tôi như vương vấn những gì không rõ. Đời của tôi trót mang nắng kiếp giang hồ phiêu bạc, hết mùa xuân rồi lại đến mùa xuân. Tôi đi đi mãi và thấy mình như lạc lòng. Nếu cuộc đời của ông là gió là mây, là một thứ chim trời chưa môi cánh, thì cuộc đời tôi cũng như một thứ hoa thèm ánh nắng đợi chúa xuân sưởi ấm nhụy hoa. Chỉ sợ cho qua lại xuân phai tàn, tôi mơ ước một mùa xuân có hoa đào trúc ngõ, có pháo hồng nhuộm đỏ bước chân đi. Sao ông vẫn thờ ơ như chẳng hay biết điều chi? Để chú hai chúng ta có mỗi người một ngã. Ông đôi kêu tôi hững hờ như xa lạ, khiến tôi nặng lòng trốn nhớ thầm kêu. Quận chúa ơi, trời sinh tôi ra là đã tạo cho tôi một cái khổ. Nhận mang tình cảm của người chung quanh là cái khổ thứ hai. Tôi không biết phải làm sao bây giờ, vì cuộc đời tôi không đáng là gì cả. Chính vì vậy mà em đã yêu anh, em yêu sự liều lĩnh bất cần, em yêu anh ở một cái gì khác biệt. Em chỉ cầu mong có một ngày nào anh tha thiết mối là anh đã biết quý yêu em. Em muốn được gục trong vòng tay anh ôm ấp, ru hồn mình trong hạnh phúc say sưa. Anh ơi, cho cuộc sống vàng son này có nghĩa gì đâu, khi mình mong đợi mùa xuân chưa thấy đến, chưa hờ hững với người thật tâm yêu mến. Cho kẻ cô đơn chết trong niềm mà quốc kia hận thương rồi. Quận chúa ơi, mỗi người đều có một định phần riêng biệt, nhưng có lẽ ai ai cũng có một lần gian dở vì yêu. Nghĩa là anh tôi với nàng tâm sự giống như nhau, tôi cũng có lần.
trần gian giờ tình yêu. Người ấy đã ra đi, đã quên những lời ước hẹn vui sơ giao. Và anh vẫn khổ đau, mặc dầu người ta không thể nào quên, nên đành nuốt hận và hô tin. Người ấy đã quên mà anh vẫn chung tình, để tử đài đoá tim mình. Cứ nhớ thương người phản bội, hững hờ với kẻ thành tâm. Quận chúa muốn nói ai là người phản bội? Dạ, đó là lời của anh áo vũ cơ hàng khi nhắc đến người yêu đã ôm cầm sang thuyền khác. Ông đã nói gì? Xin nói lại tôi nghe với. Còn nói gì thêm nữa khi mọi việc đã qua rồi? Ông hay nguyền rủa người ta đã phản bội, quên bỏ tình xưa nghĩa cũ để chạy theo sự khuyên rũ của cuộc sống cao sang, để cho ông phải mang nỗi trong lòng cho người sầu nhớ mong. Khi chuyện tình dở dang, thôi tôi muốn tìm lãng quên để phôi pha bao kỷ niệm buổi ban đầu. Nhớ chi cho sầu lại chất sầu, trọn một đời phải dương mang. Nghe qua như thế hai người đã có một thời yêu nhau. Dạ không, tôi với phụ nhân nào đâu có quen biết bao giờ, chẳng qua lời nói vô tình. Xin quân nương đừng bận tâm. Được rồi, chờ đại quân trở về tôi sẽ nói lại cho người được biết. Chào hai người. Áo vũ cơ hàng, cô bé đó có vẻ yêu anh lắm, nhưng chắc lòng anh vẫn còn tha thiết yêu em. Như em không bao giờ quên bến nước Quỳnh Sa, nhận tôi đang khuya trải dài trên bên mặt. Thôi, phu nhân còn nhắc làm chi nữa? Nhắc để nhớ, rồi cũng sẽ quên. Và bằng cớ là hôn lễ sắp cử hành giữa bà với Giang Châu công tử, đó là võ lĩnh của phụ thân và định mạng xô ta vào nghịch cảnh. Bà ơi, nếu định mệnh khắc khe tạo ra cho đời nhiều ngàn trái, thì định mệnh cũng là hai tiếng nói nơi đầu môi chót lưỡi của kẻ đóng vai trò phản bội vong tình. Ôm cô đơn tôi thầm thương cho số phận riêng mình, chớ tôi nào chăm cách hờn ai, bội bạc cũng không dám đùa đòi mơ ước một tình yêu. Hãy coi như mình không có nợ nần nhau, và nên đối đãi nhau như hai người xa lạ. Rồi mai đây mỗi người đi mỗi ngã, xin trả lại cho nhau những ước nguyện chưa thành. Có gì đáng nhớ lưu giữ, làm gì cho thêm bẩn mà thôi. Chỉ có tôi, nhiều khi tôi muốn trở về trên bên Quỳnh Sa, để tìm lại những gì êm đềm xưa cũ. Nhưng chợt nhớ ra nơi đó giờ đây không còn ai nữa, trở lại làm chi cho chua xót tâm hồn.
Không biết rồi đây trời phương ấy có xanh không, trăng phương đó có sáng soi dùng biển rộng. Hai kẻ từ nay đổ nát điều tàn, khi kẻ đi rồi không trở lại chốn xưa. Thủy Dư, nàng để cho tôi giữ tròn đạo nghĩa một lần này thôi, và tôi sẽ ra đi không bao giờ trở lại. Nếu anh ra đi để làm một cánh chim phiêu du giữa bên trời xa lạ, thì em còn lại đây như một pho tượng đá giữa hoàng cung trong lạnh u sao. Chúng ta không còn những ngày thân ai cũ, mình đã hẹn hò nơi bên nước ở Quỳnh Sa, tay nắm tay nhau nhìn trăng đêm huyền diệu, lòng ru lòng trong nhà khúc khi tình ca, chờ nửa đêm sương bạc trắng phun trời, hai đứa dắt tay nhau trở về. Ngày ấy giờ đây không còn nữa, nàng nhắc mà làm gì cho hận tuổi thêm thôi. Mai một đây tôi sẽ đi rồi, chúc nàng được vui dày đêm hôn lệ. Không, nếu sự thật mình không còn với nhau, thề đừng chúc chi nhau những lời cay đắng, hãy giữ cho nhau lần cuối cùng rồi vĩnh viễn xa nhau. Nửa đêm nay trời trở gió sang xuân, sao chợt nghe tâm tư buồn trong trái. Nếu năm nay mình không còn nhau nữa, thì em có cần gì sống với một mùa xuân. Đêm đã khuya rồi, xin mời phu nhân hãy vào trong an nghỉ. Em vẫn yêu anh. Đừng, chung quanh đây có tai mắt của quan binh, xin phu nhân đừng để tôi lội đào. Nhưng em thôi, chúc phu nhân an giấc. À, không hiểu sao y ta muốn quên, nhưng mà lòng vẫn nhớ. Hãy đỡ kia, Thạch Vũ đại dương, ông đến đây để làm gì? Ta kêu đại đạo Hải Khấu về đây để cúp lại người ta yêu. Các mộng Thủy Dương nàng thiên ở nơi nào? Tôi không thể để cho ông tròn mong ước, ngoại trừ là ông bước qua xác chết của tôi. Đã một lần trên bến Quỳnh Sa, người đã xưa vô trợ giúp gã Giang Châu, rồi bây giờ người ngăn cản ta nữa sao? Vì ở nơi đây tôi có bổn phận bảo vệ cho nàng, bảo vệ giai nhân cái chợ ké khác thành hôn. Thật không ai ngu dại như ngươi vậy. Nhưng tôi đã hứa, nghĩa là ta phải so gương. Được, hãy đỡ. Trời, Thạch Vũ, ông có sao không? Hình như một cánh tay ta sắp lìa khỏi xác thân. Thạch Vũ, Thạch Vũ ơi, tôi vô cùng ân hận vì tôi đã lỡ một đường gương, hại thân ông thành kẻ tất quyền, biết làm sao để đền lại cho ông. Ta biết ngươi chỉ làm bổn phận,
xét kỹ ra thì giữa chúng ta từ trước đến nay đâu có chuyện quán thù gì. Thật dù tôi rất mong ông rộng lượng thứ tha, đó chẳng qua là chuyện đau kiếm vô tình mà kẻ theo đường gió nghiệp phải đành mang. Phải, đây là hậu quả của kẻ lao thân vào nghiệp gió, và lỗi tại ta quyết tâm không từ bỏ, cứ chạy đuổi theo hư ánh tình yêu đến lạc nó sai đường. Đã làm thân chiến bại giữa tình trường, ta vẫn cứ dấn thân vào nguy hiểm, chẳng chịu thức thời tính ngộ hồi tâm, để đến khi mang quả vào thân chợt nhận biết lạc lầm thì đã muộn. Hạnh phúc ở trong tầm tay, ta không hề nghĩ đến, cứ mãi đắm chìm trong áo mộng mịt mù xa. Đừng ai bận lòng thắc mắc việc lỡ ta, chỉ tội nghiệp dịp thúy quanh nàng yêu ta tha thiết đắm say, bỏ đời xuân nữ theo ta làm cuộc biển. Vậy mà trước đây ta không hề nghĩ đến để cho nàng sầu hận sống cô đơn, giờ gặp nhau chắc nàng sẽ tủi buồn vì thân ta đã hóa ra tàn phế. Không, ta không thể đê hèn nhờ đến ai bảo vệ, dầu chỉ có một tay nhưng đâu ai dễ tin tưởng. Thạch Vũ đại ca, trời, Thạch Vũ đại ca, trên tay của anh ai, ai đã gây thương tích cho đại ca? Cô nương, tôi... nhà ngươi đã hại đại ca ta, thì ta phải giết ngươi đi trả thù. Quanh mùi, có ai gây thù danh đâu mà em đòi trả, lỗi lầm này tất cả đều do anh, và cánh tay này nếu có mất đi thì cũng là một bài học dạy ta ở đời. Đừng chạy đuổi theo ảo ảnh xa vời, đừng ao ước đua đòi, khi tình tuyệt vọng đơn phương. Em muốn biết tại vì sao anh lại cản ngăn em, không cho em giết gã này để trả thù cho anh. Tôi không biết nói sao cho cô nương hiểu rõ lòng, nếu cô nương muốn trả thù tôi cũng đành buông gươm. Quanh mũi hãy nghe anh, chúng ta rời khỏi nơi này, làm canh em giữa lưng trời, đi tìm lại một mùa xuân. Đại ca ơi, mùa xuân đã đến hay chưa, sao cánh én vẫn cô đơn bay giữa khung trời hoang vắng. Nếu mai kia mùa xuân không đến thì cánh én sẽ về đâu khi gió lạnh đêm sâu. Mình đã sống chung nhau qua mấy độ đại ca suối
suy quanh hiền mùi, ngu huynh biết rõ lòng em lắm. Dạ hiện giờ đại ca tính mong, không mơ tưởng gì đến hình bóng xa xôi. Phải kể từ đây gạt bỏ chuyện xa vời đời chim biển, chúng ta quay về Tùng Dương Bát Ngát, tiếp nối mộng giang hồ giữa trời nước bao la. Chuyện qua rồi cứ để nó trôi qua, đừng nhắc nhở, đừng nhớ nhung thắc mắc. Chúng ta là đôi chim biển tung mây liền canh giữa không gian dệt bức tranh tình. Thuyền ra khơi tiệc hôn lễ linh đình trên sóng nước, ta hưởng tuần trăng mật. Ánh qua chút lấp lè soi rõ mặt tất cả, chỉ còn tình chân thật của đôi ta. Có lẽ quân huynh phát giác sự đột nhập của hai người. Chúng tôi rời khỏi nơi này cảm ơn lòng tốt của áo vũ cơ hàng, và hẹn ngày chúng ta sẽ tái ngộ đi quanh bụi. Thạch vũ, tên cướp Thạch vũ đâu rồi? Đồ đốc, đừng làm kinh động đến phu nhân. Gã sai kia, ngươi có quyền gì mà ngăn cấp ta? Đây, gươm lệnh đang ở trong tay, thì tôi toàn quyền nơi đây. Vậy đồ đốc hãy mau ra khỏi chỗ này. Gươm lệnh đó không còn quyền lực nữa, tất cả mọi người đòi thay đổi sứ quân, và chính họ đã chọn ta lên nắm quyền thay Tô Nhã Giang Châu. Đừng, đừng giả chen vào ngăn kịp chuyện người ta. Hết thảy ba quân tướng sĩ đã phục tùng, một mình ngươi trông lại sẽ nát thay. Nhưng tôi lãnh trách nhiệm bảo vệ phu nhân thì tôi phải lo trò. Nghĩa là dũng chết đã. Chuyện gì? Áo giữa cơ hàng, đồ đốc Đạo Xuyên cầm đầu suối ba quân tạo phản. Chúng ta phải làm sao đây? Phải rời khỏi nơi này, đợi công tử trở về rồi sẽ liệu. Vậy thì đi ngay. Khoan, phải để lại một dấu tích gì để báo nguy cho công tử biết. Chiếc áo công tử tặng tôi và chiếc khăn lụa hồng này. Phu nhân theo tôi đi hướng này để tránh quân phản loạn. Dân à, kìa, Giang Châu dẫn quân trở lại. Tất cả ai về chỗ nấy, im liềm như chẳng có gì xảy ra, để đợi đúng thời cơ sẽ hành động nha. Áo vũ cơ hàng, ủa đâu rồi kìa? Hiền thê, các mộng Thùy Dương cũng đi đâu mất rồi? Kìa, áo khăn thôi rồi. Những vật ta trao tặng tận tay họ bỏ lại đây không thèm đón nhận, để rồi họ cướp đi nguồn thương yêu duy nhất mà ta chưa trao tặng nó. Tử trở về thật là đúng lúc. Đồ đốc muốn nói gì? Tôi muốn nói là ở nơi đây vừa mới xảy ra biến loạn, Giang Thành này suýt về tay của một gã sai. Công tử đã giao cho hắn được thay quyền cầm gươm lệnh, hắn liền nổi ý tham muốn đoạt kim ngôi vị sứ quân. Tên hải khấu hung tàn Thạch Vũ được hắn kết phe, mai sau tôi kịp thời phát giác được mưu gian. Công của tướng quân rồi đây ta sẽ thưởng ban đồng hầu, còn tôi của gã kia ta không thể thương dung. Dạ bây giờ công tử quyết định ra sao? Đồ đốc,
mau ra kiểm điểm của mình, chỉ ra gì ngõ để tìm mặc áo vũ cơ hàng và tên cướp biển. Tên cướp biển thì có lẽ công tử giết chẳng nương tay, còn tên kia là bạn hắn cướp người ta yêu thì ta phải giết hắn, giết tất cả. Quân sĩ theo ta. Quanh mùi vũ ca kìa, sao anh lại buồn? Anh buồn vì nghĩ tội nghiệp cho em. Lúc thân thể anh còn nguyên vẹn thì anh lại vô tình hờ hững với em. Đến nay anh cục mất cánh tay thì anh vẫn là người tráng sĩ hiên ngang mà em hằng yêu tha thiết và chẳng quan tâm đến điều chi tiết. Dẫu anh chỉ còn có một tay, đối với em chẳng quan hệ gì. Một tâm chân tình ở sát một bên mà anh hững hờ bỏ quên. Giờ đây vũ ca đã nhớ lại và đã quyết lòng yêu quý một mình em. Rời khỏi nơi đây ta xây tổ ấm gia đình ở Bắc Hải đảo bốn mùa tuyết băng. Nghĩa là đại ca muốn dừng bước giang hồ, ta bỏ nghề ăn cướp để hoàng. Dân, em chỉ cần được vũ ca yêu em hết lòng, còn tất cả đều tùy ý đại ca định đoạt. Thôi, ta xuống thuyền đi vũ ca. Kìa, em thấy không? Một vì sao rơi, nhưng sao đôi mắt đại ca như đồng u buồn. Vừa chợt thấy ánh sao rơi xuống, sao lòng anh lại linh cảm như đôi đứa ta rồi sẽ xa. Trên nửa đoạn đường sau vừa chợt tình cơn mơ đã tan vỡ mộng ban đầu, anh sẽ trọn đời cô đơn đối mặt với tan thương và em trọn kiếp hạnh phúc qua khỏi tầm tay. Vũ coi đừng làm em xúc động kinh hoàng, linh cảm nào ác nghiệt báo ly tan cho đuôi ngõ đuôi đường cách biệt đến thiên thu. Không hiểu tại sao lòng ta bỗng dưng bấn loạn, vừa mới yêu em sao chợt thấy não nùng như đổ vỡ. Trong tâm hồn đang dần dần phát hiện lên. Vũ ca, vũ ca ơi anh đừng làm em sợ. Quanh mũi ơi vì cảm động trước tình em đã yêu anh chân thành tha thiết. Anh ao ước sao cho tình ta bất diệt bền vững với thời gian vạn kiếp chẳng phai màu. Tuổi xuân qua không trở lại bao giờ, trước kia anh đã hững hờ lãnh nhạt, giờ yêu em anh bồng sợ mất xa em. Dìu nhau vào giấc mơ tiên, đây là diễn ước vĩ nguyện từ đây. Trên trời gió quyện theo mây ở đây, ta nguyện đất xây mộng đời. Thôi mình xuống thuyền đi vũ ca. Thưa phu nhân, đây là cách xa dòng nguy hiểm, xin phu nhân dừng chân tạm nghỉ cho qua đêm. Chúng ta hãy đi xa thêm nữa, tìm một hải đảo quang du,
hoặc một vùng đất nào xa lạ để đôi ta suốt khi đời à được khi sống bên nhau ân ai đôi trao để bù những ngày khổ đau ta đi đến nơi thủy tận sơn cùng gian lao nguy hiểm không sợ chúng ta nối lại cùng định mạng đã khiến xuôi tình ta ngăn trai lỡ làng phu nhân không coi phu phàng mà lòng tôi thì vẫn yêu nhưng tôi không thể nào phản bội phụ lòng tin cậy của Giang Châu phu nhân cũng nên bảo toàn danh dự của người tiếp phụ cho rạng danh. Nghĩa là tôi là tên Quân Hầu, xin chờ lĩnh phu nhân truyền dạy. Nếu muốn vậy thì ngươi hãy hát đi, hát bài ca nào buồn nhất, bài ca nào nói về một chuyện tình đẹp nhất của hai người yêu nhau mà không được sống gần nhau. Hãy hát lên đi. Tôi hát đây. Ngủ cho xa song.
xin phu nhân hãy ngủ yên đi, đừng nhắc lại những gì không còn nữa. Nhà ngươi hãy hát đi cho ta được ngủ, ta nhắm mắt để ru hồn trong tiếng hát của nhà ngươi. Phu nhân ơi, tiếng hát của kẻ bày tôi cũng chỉ như tiếng thét đau thương của một loài chim biển. Chim cô đơn bay giữa vùng trời xám lạnh, mang tâm sự lạc loài ru chết một phương xa. Tôi sẽ hát rằng em ngủ đi cho say, xin trời khuya em gió, anh gió em đêm nay một lần sao vui đông. Thôi ngủ đi cho quên, cho sầu xưa lên chết, cho giấc mơ yêu đương tan tành theo khói sương. Lời hát của tôi chỉ bấy nhiêu thôi, mong giúp phu nhân được ru tròn cơn mộng, cho qua hết một đêm dài lạnh lẽo, và cho tất cả vùi quên trong giấc ngủ yên lành. Nàng đã ngủ yên rồi, thôi ta cũng lại gốc cây kia ngã lưng một chút. Tội nghiệp, đi một ngày đường mệt mỏi, vừa nằm xuống chàng đã ngủ say sưa. Đêm nay sương rơi nhiều quá, em đắp áo này để che lạnh cho anh. À, khổ nạn thật kìa. Công tử, ta không ngờ hai người lại phản bội ta. Không, Giang Châu, anh đã lầm. Phải, ta đã lầm nên định cưới một cô gái lăng loàn làm vợ, và đã tin một người bạn bội phản vong ân gạt gẫm ta và lén lút ngoại tình với người ta có yêu, sắp cử hành cuộc hôn nhân. Anh Giang Châu, xin anh hãy hiểu cho tôi, chỉ đóng vai một tên quân hầu, nghe lệnh dài cúi đầu theo bảo vệ phu nhân. Thật ta có ngờ đâu cả hai điều đối giá thay đồng, phản bội lại lời nguyện mà người ta đã gửi trao. Ngài đừng trách chi ai, chính tôi mới đáng bị giam, vì tất cả tôi tình do tôi đã gây nên. Nàng đã can đảm nhận tội thì ta phải giết nàng. Nhưng không, nàng không thể chết, vì nàng chết rồi ta sống dai đây. Anh Giang Châu, còn đối với nhà ngươi, ta dành cho một hình phạt xứng đáng. Quân sĩ, trói chân tay áo Vũ Cơ Hàn, bỏ xuống chiếc thuyền con và đẩy ra ngoài biển cả. Trời, công tử đơn. Quân sĩ, y linh áo Vũ Cơ Hàn. Giang Châu, ông tàn nhân lắm mà. Áo Vũ Cơ Hàn ơi, kìa đại huynh, tẩu tẩu, anh chị ở đây, còn áo Vũ Cơ Hàn ở đâu rồi? Chàng đã ra đi, vẫn không bao giờ trở lại. Hả? Chàng đi đâu? Anh cô đã bắt chàng chỉ chịu một cực hình, mà có lẽ chàng đã chết giữa lòng biển cả. Trời, chàng đã chết. Đại huynh, sao anh lại đành tâm giết chết áo Vũ Cơ Hàn, khiến lòng mà em đau đớn muôn vàng. Từ đây mộng dở dang rồi, em mới còn lại nỗi cô đơn. Chàng đã ngủ bình yên giữa lòng đại dương xanh, chàng đi ở đi mãi không về, biết ai sầu hơn ai. Ôi kỷ niệm của ngày xanh giờ đây cũng chôn vùi, cho thương nhớ một đời, một khi đời người khổ đau. Thà là ta giết nó đi để không oán hận thêm nhiều, một thằng bạn thâm tình đã mất
rồi lương tri. Áo Vũ Cơ Hàng, chúng ta hãy trở lại Giang Thành. Còn trở về đó để làm gì? Giang Thành giờ đây đã đổi chủ thay ngôi. Ta được mọi người tôn lên làm sứ quân thay cho dòng Tô Ngã. Đô đốc Bạch Đạo Xuyên, đừng hỗn láo. Biết đều thì trao vương lệnh và ẩn tính lại cho ta, bằng không người sẽ chết. Nếu chết để bảo vệ quyền hạn của một vị sứ quân thì ta cũng không bao giờ ân hận. Hãy thuốc quân ra, đừng để ta định phân thắng bại. Đừng mong vì ta trao tính của tiên dương. Người quá ngông cuồng mới còn giữ giọng nói kiêu căng. Sự thật thì dầu cho ba đầu sáu tay cũng không thể nào vui thoát khỏi nơi đây. Khổ kiếp, các tướng sĩ bao giây đừng cho nó chạy thoát. Quá, dừng tay lại. Đừng hại kẻ thấy cô. Thạch Vũ, tên cướp biển và ngã tên bạc kia, đừng xem vào việc riêng của ta. Việc bảo cừu giang là việc chung của thiên hạ. À, như vậy thì các ngươi tới số rồi đó. À, tàn rồi giấc mộng đồ dương. Cảm ơn nhị vị đã kịp thời giải cứu. Không có chi. Vũ ca. Trời, quanh mũi. Tên khốn nạn nào xuyên vũ sức tàn mong ám hại Thạch Vũ và dịp thi quanh đã hưng trọn đường cương ác nghiệt. Vũ ca, Vũ ca ơi, điều linh cảm của Vũ ca đã biến thành sự thật. Rồi đây đôi ta sẽ vĩnh viễn xa nhau. Nói đi anh, nói rằng anh chỉ yêu em và yêu cho đến suốt đời mang kiếp. Vâng, anh nói đây nói lời chân thành không bao giờ thay đổi. Dầu lát nữa đây em quá ra người thiên cổ ru giấc ngủ ngàn thu trong đáy mồ buồn. Anh đã yêu em sao em vội lên cõi trần. Từ đây anh đành trơ trọi một bóng một hình xa lánh cả thế nhân. Anh sẽ chôn em ở miền tuyết trắng quanh năm và anh sẽ là tên giữ mộ. Đêm vắng lặng anh ngồi hát ru em ngủ, thề ở bên em cho mạng kiếp ba toàn đời. Vũ ca, Vũ ca ơi, em yên lòng nhắm mắt. Quanh mùi, quanh mùi. Xin thành thật chia buồn cùng Thạch Vũ đại dương. Còn tôi, bổn phận đã xong rồi, giờ xin giả biệt. Khoan đã, công tử Giang Châu nên cảm tạ người quân tử anh hùng và giải quyết cho xong những chuyện hiểu lầm. Chuyện tình cảm trái ngang yêu đương lộn xộn. Thạch Vũ đại ca đừng bới tới ra chi. Để tôi đi thì mọi việc đều êm đẹp. Tôi nhớ chưa quen với người bao mặt thì làm sao có dính nếu lồi thôi. Người bao mặt kia chính là một người bạn đã nhiều lần cứu ông thoát nạn. Nhưng trái lại người được ông đền trả bằng cách đối xử bạo tàn và cướp đoạt người yêu. Đó chính là trang sĩ Ao Vũ Cơ Hàng, người yêu cũ của nàng Trác Mộng Thùy Dương. Và ông đã kể quyền uy thế lực của tiền làm cho họ gian dở mối tình đầu tiên. Có thật như thế không Thạch Vũ? Ta nói dối với công tử thì có lợi gì cho ta? Trời ơi, tôi đã mù quáng si mê nên mới gây ra những điều tội lỗi. Và để tỏ lòng ân năn cải hối mối duyên xưa, tôi xin giao trả lại hai người. Tôi là kẻ đến sau đăng cam làm một kẻ không. Tình yêu anh còn đó, tấm thân nàng cũng chưa chút bận nhớ. Hôn lễ sắp cử hành, đời sẽ đẹp như mơ. Và nàng sẽ mang đến cho anh nhiều hạnh phúc. Dù nồng pháo đỏ
thật là hợp lý. Xin có lời khen công tử đã xứng mặt anh hùng. Cảm ơn công tử có lòng độ lượng, xứng đáng là người quân tử trưởng phu. Buồn thì có lẽ không sao tránh khỏi, nhưng anh em mình đành phải cố mà quên. Trời bày ra có cuộc nở duyên, còn cố tạo ra chi nhiều ngang tay. Người vui sung hợp kẻ buồn đau tê tai, lão thân già nguồn ân bể ái, lại dĩ nhiên phải chấp nhận nỗi thương sầu. Đó chẳng qua tạo quá khéo ơn Thạch Vũ đại ca đã hàn gắn lại mối tình đầu gian vợ. Cảm ơn Giang Châu công tử đã đối xử nhau bằng đức độ anh hùng. Thạch Vũ đại ca định đi đâu vậy? Ta chào giả biệt tất cả mọi người để đem xác thi quanh xuôi thuyền về bến là an táng nàng nơi đảo quan. Thủy chung giữ vẹn trọn đời đơn. Dừng bước phiêu lưu ta làm lại cuộc đời, tìm nẻo hoàng lương sám hối tội lỗi tày trời. Xin chúc đại ca